em biết gì nào, thèm chảy nước dãi kìa. Đấy, thèm chảy nước dãi ra cái vụ này. Đang hôm nay sinh nhật Vicky nhá, tròn 4 tuổi nhá. Đấy, anh Huy coi như là chiêu đãi Vicky món xương. Úi dồi, ôi sướng. Sướng rút người. Đấy, ngồi ngay một chỗ yên tâm. Đấy, hàng về có yên tâm hẳn đi. Đấy, cắt từ góc đến góc một. Chỉ từ giờ đến tối là hết. Con ôm Vicky đi, ôm Vicky đi. Ừ, đấy đúng rồi, úi dồi ôi yêu thế, con ôm Vicky hay thế.